Chúng ta quay tiếp lại cái bữa hổm nha. Lần trước thì chúng ta đang gặp vấn đề là lần trước chúng ta đang gặp vấn đề là mấy cái icon trên cái trang chủ Mi Việt Nam này nó lớn. Lý do tại sao thôi? Thì hiện tại là kích thước này là 300 300 300 nhân 6 là khoảng 1.800, thì cái kích thước màn hình hiện tại nó vượt quá 1.800. Thì để fix vấn đề này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì hiện tại mình quan sát vào cái hình ảnh này. Mình phân tích thử trên đây. Này. Cái này cái wrapper của nó rất là nhỏ ở đây thôi, nhưng mà nó lại vượt quá qua đây. Wrapper nó đây nhưng mà nó lại vượt quá, nó bự như vậy. Lý do là nó đang tự ý lấy hình ảnh kích thước của tấm hình ảnh, cái tấm hình để nó làm chiều ngang cho nó, chứ không phải là nó lấy cái kích thước của layout. Thì để giới hạn cái việc mà tấm hình hiển thị cho thích hợp với layout á, chúng ta coi cái này là độ dài nè. Độ dài mình 16% của layout thôi, nhưng mà tấm hình nó đang vượt quá 16%, thì giờ mình có cách nào để mình ràng buộc cái kích thước của hình ảnh đó. Thì mình sẽ ràng buộc lại kích thước hình ảnh để cho nó trùng với kích thước layout. Rồi. Trong đây có cái email. Rồi mình sẽ cho nó kích thước 100% cái thằng mẹ của nó. Chứ 100% của cái hàng category item thì rồi đó rồi đó, nó vô vô rồi. Thì ở đây nó có cách ra ở giữa cái thành phần, thì mình sẽ sử dụng đây justify content này cho space around space around. Đây là lock rồi. Rồi một phần nữa là giờ mình nó không có cái khoảng trắng để nó chắc ra, thì mình sẽ cho nó khoảng 16 12 cho mỗi hàng 16 chẵn cho mỗi hàng đó, nó chắc ra như giờ mình đây. Thì cái hình ảnh mình sẽ tự input vô. Đây là xong phần header. Sau tiếp đến là mình dưới phần cái content này. Thì đầu tiên mình phân tích nó. Trong phần content của header này là mình có cái danh sách hiển thị sản phẩm theo từng chuyên mục. Thì là mình sẽ chia từng section ra thành từng chuyên mục khác nhau. Ở trong mỗi section thì mình sẽ có tới từng cái section đó, mình sẽ có một cái title của chuyên mục, rồi có cái các menu của sản phẩm à. Sau session thì sẽ có phần danh sách sản phẩm, mình sẽ có ba cột và mỗi cột là sáu 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 là sẽ chiếm hai, có nghĩa là 12 cột à, quy tắc chung là vậy. Rồi tiếp tục mình sẽ làm cái phần section. Đây là xong phần header rồi. Section vì lên chính sách rồi. Ok, tiếp mình sẽ làm phần content. Mình sẽ đặt một cái ID. Rồi cho nên mình sẽ chia từng section. Mình có session đầu tiên là tên là à, sản phẩm mới ha. New product. Ở đây mình sẽ cho nó gồm nhóm nó vô thành là category detail.
Danh sách cái sản phẩm của chuyên mục. Rồi, trong đây mình sẽ bắt đầu phân một cái thằng là category đi theo list, và một cái là category đi theo content. Ok. Rồi. Tiếp đó là mình sẽ chia cái hàng header thành hai phần. À, bên đây là khoảng 20 nè. Ở đây là 10 nè, khoảng 30%. Ba cột. Bên đây sẽ 70%. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ đưa vào main content. Rồi, ở đây main content của mình thì sẽ có màu. Main content của mình là sẽ có màu xám ở background. Mình cho background nó màu gì? F5. Sao mà anh chậm quá mạng khá chậm. Rồi ok, mình cho nó bắt ra tạm đây. Xong. Đây, cho tạm vào đây đi. Rồi, tiếp đó mình sẽ cho trong đây thì mình sẽ nên có một cái lớp là còn container để mình cho nội dung nó bên trong nó sẽ có đường viền hai bên như ở trên. Ok, tiếp phần này nãy mình đã nói là mình sẽ có một phần là category title và một phần nữa là category menu. Ở đây thì mình sẽ có UI LI nhân 3 xong tới hệ đây 1 2 3 4 đây ha. Rồi mình sẽ có sản phẩm mới sản phẩm nó chạy chạy một sản phẩm khuyến mại. Đây sau mình sẽ có thêm một cái là xem tất cả. Ok. Rồi tiếp đó mình quay lại cái trên đây thì mình sẽ có một cái tag H3. Nên cái title nhỏ ở trong ở con ở bên con ở bên trong những cái title này nhưng mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình sẽ nên sử dụng H3 để tốt cho cái con bot của Google.
sản phẩm mới. Rồi thử xem, đây hiện tại nó như thế này. Rồi bắt đầu mình sẽ search đấy cái phần. Đầu tiên mình sẽ vô category detail và cái nhóm các section. Rồi mình vô thêm cái nữa là vô phần header để bắt đầu cho nó flashbox nó đây. Rồi use line đơn giản dàn trang flash. Rồi muốn dàn hàng ngang thì flash direct round. Rồi và cái kiểu content bên trong thì mình sẽ cho là space around, bay ở viewing, bay ở giữa, tách hai hàng ra. Rồi xuống đây thì mình sẽ có phần title. Mình sẽ cho nó width như nãy mình đo là khoảng 30% của con hàng mẹ. Rồi background này, color cho nó màu trắng. Rồi tiếp tục mình để ý cái này chữ nó là viết in hết thì mình sẽ sử dụng test transform upper sky. Rồi thử xem. Rồi không tác dụng, coi lại coi có gọi sai gì không. Rồi ok, rồi mình nếu mà tìm mình muốn thử mình chỉ cần element nó vô để coi nó nhận CSS chưa. Đây. Hiện tại thì nó không nhận được CSS, lý do tại sao rồi. Main content lại đi content header đây. Đó, nó sẽ sai. Đó, mình chỉ cần quên một sót một cái nó sẽ sai hết. Đó, được chưa? Ok, ồ. Sai rồi. Sẽ bắt ra nó không này. Rồi, cái last container thì mình sẽ đem vô trong cái section trong nha. Bên content là sẽ ra màu trắng, ô ra màu xám chứ. Xám nhẹ thôi, ok. Lại xem, đó. Rồi tiếp đến cái phần menu bên phải là mình sẽ cho nó less tiếp thì sử dụng less box dàn trang rất là nhanh. Mình chỉ cần nhớ một vài thuộc tính mình có thể làm những cái mà mình mong muốn rồi. Đây display flash, rồi đưa nó hàng ngang thì flash direct, đưa nó brow, rồi justify content. Cái này mình quan sát thì
cái menu của cái hàng này á, nó lại ưu tiên là chết về bên phải đúng không? Thì mình sẽ là left and đó, đưa nó về bên phải. Rất là category menu. À, nhầm. Trong đây nè, đưa những hàng thành phần này nữa. Mình phải đưa nó vô hàng UI nữa. Để cho những thằng con của nó tác dụng, đấy chưa? Rồi, nó đang bị cái nữa là cái style của cái URL, cái list đó. List style nó đang có dấu chấm thì mình là list style. No. Xóa đi. Rồi, thêm cái nữa là color. Color anh trang này là bằng gì? Bằng xám đen đúng không? Giống chữ menu. Giống trên menu. Đây, màu này. Đây, rồi, coi lại. À, cái màu chữ thì nó lại liên quan đến thẻ A. Mình nên biết là cái thuộc tính đó sẽ tương tác dụng đến phần cái phần nào để mình sẽ đó cho đúng. Ví dụ màu chữ thì cái chữ đích cuối cùng là chữ này nó nằm ở trong thẻ A thì mình phải vô mình sẽ đó thẻ A chứ không thể nào mà sẽ bên ngoài được. Đây chữ xong đó, rồi mình quan sát cái nữa nó có khoảng cách ha, khoảng cách trên cái hit này thì mình cho nó padding thằng hit này padding khoảng 10 ms rồi xem là xem đỡ chưa. Rồi ok không nè, mình để ý nè, phía trên nó ms nó nhỏ, phía dưới nó padding nó hơi nhiều đúng không? Lý do là sao? Thẻ H nó luôn có thằng margin, H nó luôn có phòng margin ở dưới nên đây nó là có một margin nên mình phải khử cái margin nó đi. Rồi. Nó đã đều rồi đó. Rồi mình coi lại phông chữ nó hơi mạnh đúng không? Rồi phông chữ của nó khoảng 18 pixel, phông quay của nó là khoảng 400. Rồi mình lấy luôn. Và làm luôn. Thấy chưa? Rồi mình để ý nè, chữ này đã nằm giữa nhưng mà cái chữ menu bên đây nó đang nằm chơi lên trên trên đầu. Lý do tại sao? Làm sao để khắc phục việc này? Mình sẽ đưa nó một cái nữa, cái UI đâu. Đây. Mình nãy dưới Justify Content mình còn cái nữa là Align, là căn chỉnh theo chiều của trục Y cho nó central. Chưa được. Rồi mình phải phân tích cái cách này. Cái hệ UI nó đang nằm đây. À, UI nó đang bị đẩy lên margin tới 16 nè và padding tới 40 nè. Đưa reset nó về luôn. Nó vẫn còn bị đẩy. Lý do tại sao? Lý do là hàng này nó đã được đẩy hàng hàng lợi vô giữa nhưng mà hàng category menu nè nó đang chưa đẩy. Thì mình sẽ lấy nó đẩy đi. Mình nhớ sắp xếp theo cấp bậc nha, để sau này maintain nó dễ. Rồi, display next.
Hồi trước Alien Central đó. Theo chiều nào? Left, direct. Rồi, đây. Đó, nó ra vô giữa. Rồi tiếp tục mình quan sát cái phông chữ. Nó cách ra xíu đúng không? Mình lấy cái mạng. Rồi, cái phông chữ nó hơi cách nhau ra xíu thì mình sẽ margin nó. Margin theo trục y cho nó. Margin đó là hàng nào? Hàng lỡ y này nó sẽ margin nè. Rồi, trục y là trục trục x chứ. In theo trục x thì trục y sẽ là không. Trục x sẽ là khoảng trục x sẽ là khoảng 5 px. Nhưng mà mình làm rất là khó luôn. Rồi. Cái này mình làm cho hàng LI chứ không phải là làm cho hàng A. Đó. Đó. Nha. Nó đã rộng ra rồi, nó theo phông chữ nó nhỏ, mình nghĩ bên đây phông chữ khoảng 13 không? Xét xử phông chữ bao nhiêu, 12 ha. Phông thì mình lấy đây phông size 12 base. Rồi tiếp theo là nó có cái icon ở đây đúng không? Icon thì mình vừa mình làm sao, mình làm phông aware sum thì icon đó là fa chấm fa gì đó. Demo đi. Có icon rồi đó. Icon đây thì mình sẽ cách nhanh nhất là làm gì, mình sẽ có một cái ký tự khoảng trắng bằng HTML. Ký tự đó sẽ như thế nào đây? Ký tự đó là sẽ là n s chấm phẩy n s b n b s chấm phẩy phần trăm nhé. Đây, đây là ký tự khoảng trắng trong HTML, nó nhìn nó giống như chữ nhật vậy đó. N h a p gì đó. Đó thì nó sẽ tự cắt cái khoảng trắng lên. Thì tất cả nó đã được cắt ra rồi, nó lót phông, mạng ở đây hơi chậm nên nó lót cái phông không nổi, thì mình sẽ lên phông aware sum. Mình coi là cái phông mà giống như trong bên đây nó sẽ là lấy cái phông gì nè, làm cho giống luôn. Rồi nhớ chọn cái version mà free nha, tại bên đây là nó có bản pro này. Màn chậm quá. Rồi mình bỏ qua bước này xíu nha. Để quay lại sao. Rồi tiếp đến những cái thằng con đó mình sẽ vô đây. Bắt đầu mình sẽ chia category. Rồi. Category item. Item nhé. Rồi ok, những thằng này thì mình sẽ cho nó. Vậy là mình sẽ lấy thằng này, mình less box cho nó trước. Display less less round. Rồi sau đó mình cho nó tự động xuống hàng giống như này đúng không? Thì mình sẽ có thuộc tính là class wrap. Cho wrap không? Wrap bình thường. Đó. Rồi justify content.
là star. Tại sao star? Lý do là ví dụ đi, ở đây xá sản phẩm nhưng mà ví dụ mình ở hàng dưới cùng của mình chỉ có 5 sản phẩm thì sao, thì mình sẽ cho nó đi qua hết bên trái thì nó là phần star ha. Còn nếu mà để central thì tự nhiên 5 sản phẩm nó nhảy vào giữa thì rất là kỳ. Rồi Allegory Content rồi, Allegory Content này mình sẽ có một cái điều chú ý là Flexbox cực kỳ quan trọng, mình sẽ không bị thập thò thụt lên thụt xuống mà mình phải cho điều như vậy luôn. Mà điều như vậy nếu mà mình fit cứng thì mình đâu biết được bao nhiêu, mỗi từng thiết bị trên layout, từng cái giao diện điện thoại cái chiều dài này nó như thế nào sao mình biết được, đúng chưa? Mình sẽ sử dụng đây cái train đây, phần này đây train này nó sẽ tự căn điều tất cả các thành phần đó. Đây mình sẽ căn chỉnh nó rồi, bây giờ quay lại phần này. Trên đây là mình có gì, một cái hình, một cái tên, một cái giá đúng không? Rồi mình sẽ quay lại bootstrap, mình làm sao để cho nó kêu rơi chuột vô nhảy nhảy lên nhỉ? Đẹp quá trời luôn. Đây làm sao mình bootstrap nó có một cái sẵn mình chỉ lấy mà mình xài, thì bootstrap nó sẽ có một cái phần là kẹt, nó chia đó gọi là từng kẹt. Đây kẹt cái hình, cái tên và cái giá đây có sẵn ha, có nhiều kiểu. Ừ, thì mình lấy tương đối lấy cái này đi. Chưa? Rồi, đây thì lấy cái tạm bữa ha, TB giống như lấy Peter 300. Nó ra rồi, đơn giản nhanh gọn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ cách thằng trên đúng không, thì mình sẽ margin cho thằng này, padding cho nó, padding top MVS. Bây giờ mình sẽ copy này ra 5 lần. Rồi, nó đang cái gì? Nó đang hàng dọc. Tại sao? Mình less box mình để round nó ra hàng dọc. Tại vì mình copy sai hàng. Đây ở đây là cái khung thì thằng con là thằng item nè, đây mới đúng. Đó, nó ra rồi nè, nhưng sao nó bự quá vậy nè, thì mình chưa set cho nó những cái thằng item cho nó giá trị như thế nào. Đúng rồi, mỗi thành phần sẽ một cái, là mỗi khung về là sẽ một cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ bên đây nè, mỗi khung như nào sẽ có một cái khác nhau. Ừ. Rồi đúng rồi, mình đang code tỉnh nên mỗi khung đoạn code, còn sau này mà lên có động như BSB đâu thì mình chỉ cần làm một cái rồi mình cho nó chạy một vòng for, nó sẽ lấy dữ liệu nó in ra. Tại vì cái cấu trúc của những cấu trúc của từng hàng này nó như nhau thì mình chỉ cần chạy một vòng for nó sẽ lấy ra.
tính làm gì ta? À, quýt. Quýt nhiêu? 100 mà chia cho 6 cho nhiêu? Chia 6 là 16.6. Hết 6%. Rồi mình thử coi. Ừ, mình đang bị dính cái này. Nó vô tình nó set ớt lúc mình copy á, mình vô tình bị set ớt cái đoạn này. Thành ra nó rất là rộng. Ừ, xóa đi. Ok, sao đó. Tại sao này quá bự vậy? Vì sao? Ồ, nó đang bị flop cái phần này. 16.6%. Đó. Đây, nó ra bự rồi đó. Rồi tiếp tục mình sẽ cho một cái bedding 5 BS. Ừ, là nhìn như bên đây luôn. Đó, y chang, không khác gì nữa. Rồi, ở đây thì mình sẽ để tên. Rồi đây. Rồi, sẽ phòng. Out. Rồi. Ừ, thấy chưa? Vậy thôi. Rồi mình sẽ căn chỉnh lại cái này là gì? Phải là cho nó central không? Rồi giờ ông lại gõ central, lấy set ra làm test central bootstrap hỗ trợ sẵn. Không tác dụng. Ủa, chưa có tác dụng nhỉ, sao chưa? À, mình nè, đây mình đang làm cái này cho dưới thôi à. Vậy là nó bị, mình sẽ làm nhiều thằng, mình sẽ làm đó, toàn bộ đưa vô giữa hết, và phía dưới sẽ là giá, được chưa? Thì cái phần này mình chỉ tùy chỉnh là phong đúng không? Rồi sử dụng. Cách sẽ thêm này. E. Rồi mình không sai. 12 pixel. Đó, rồi ok. Ở đây mình thấy là mình bị bedding hơi nhiều đúng không? Đây, bedding của mình tới là 20 là mình sẽ sửa thành bedding là cái kẹt bỏ đi. Body của mình là 5 VX thôi. Đó, rồi, giống này rồi. Rồi thêm một cái chữ liên hệ phía dưới nữa. Rồi. H5.
giá cần liên hệ thì mình đã liên hệ đi ha. Rồi trong H5 này thì mình sẽ có rồi không quay đúng rồi, rồi mình để bôi cho nó in đậm lên rồi xem, rồi rồi tiếp tục hàng H5 này thì mình cho nó test center. Đó rồi nó đã ngay rồi đó, thấy chưa, rất là dễ. Và đây rồi cái thằng này sẽ bed in top cho mình, rồi đó nhìn như bên kia luôn, thấy chưa, chỉ là mình thay sản phẩm vô, thay hình ảnh vô là như vậy. Thì những cái việc này không có khó, chủ yếu là mình phân tích được cái layout. Đây hình đây đâu rồi, đây cái này copy bắt về. Rồi, ở lại xem. Yeah. Rồi, ok, rồi nhìn mình bị cái là mình hover vô. Bên đây là hover vô. Nó lên màu đỏ, màu cam. Thì sao? Dễ mà. Mình sẽ thêm hình tính hover thôi. Cái đó là ở đây đúng không? Copy này. Như lần trước luôn, mình hover là mình hover lên thằng cha của nó đó, rồi mình color cho nó đó, hover lên rồi có một thằng là đang được chọn thì nó sẽ sáng lên, thì mình sẽ thêm một cái lớp là hạt ti cho nó. Rồi thằng A này có lớp thì nó cũng sẽ là màu này. Rồi phong quay cho nó bon lên luôn cho nó ấn tượng. Rồi mình lấy cái lớp này mình quăng vô cái thằng đầu tiên thôi. Dân dân cha đi, đem thằng này qua cha nó. Thử ủa sao chưa có lưu, chưa chưa lưu rồi đó, lên rồi khi lên thì nó sẽ vậy rồi.
nó bị gì nữa, nó có gạch ngang nếu mà acti đúng không, thì cái acti này của mình đâu, acti đâu, mình sẽ là tag decoration underline cho nó rồi. Đó, toàn những thuộc tính lúc trước chúng ta học. Được chưa? Rồi, cái này là nó không phải là underline mà là nó có cái border bottom. Nó có cái border phía dưới. Đó. Rồi, vậy là mình sẽ là border width là 0bx, 0bx, 1bx, 0bx. Rồi, border style solid border gì nữa, border color đó, thấy chưa, nó sẽ cắt xuống. Ừ, đó là cái gì, toàn bộ những cái gì mà chúng ta làm. Nhưng mà giờ ví dụ đi, mình xem trên điện thoại. Rồi đây điện thoại iPhone kỳ vậy là sao coi đúng không, thì mình sẽ có hai cách xử lý. A cộng mình coi trước cái width là 414 đúng không, rồi A cộng media rồi bấm max width nó độ dài chiều ngang tối đa 414 pixel. Rồi khi mà ở trên thiết bị này mình sẽ có cái việc gì, thì mình sẽ resize cái chiều ngang của những thằng này lại. Này, cái biển số mình làm những thằng nào mình cần thiết mình làm thôi, thằng nào đã làm rồi mình không quan tâm. Rồi ở đây thì trên design này mình sẽ cho nó 50%, nó sẽ chia làm hai cái. Đó, như vậy thì sẽ dễ coi hơn. Và đồng thời những cái thiết bị này trên đây mình sẽ resize lại ha. Resize lại. Bên đây thì không biết nó device sao ta. Nó sản phẩm mới. Ơi. À, nó xóa luôn, nó tắt, nó giấu luôn. À, thì mình muốn giấu như thế nào? Mình dễ lắm. Cái hàng này là cái gì? Cái category menu đúng không? Rồi giấu nó đúng không? Rồi. Display. Like. Sao? Không hiện. Đâu? Sale chưa? Sale rồi. Ủa sao nó không? À, nó đang bị hàng trên đè nè, thấy không? Nó đang bị bởi ảnh hưởng bởi hàng này. Chị muốn nó được ưu tiên thì mình sẽ sao? Important, nó rất là quan trọng đó. Rồi tiếp đến, mình có cái gì? Cái này cái dài đúng không, cái title đâu, mình phải copy đúng cái định dạng mà cái chuỗi mà mình tìm kiếm như hồi nãy. Category title đây, nãy mình để nhiêu 30% đúng không, thì trên thiết bị này mình sẽ để width 100%. Đó đó thấy chưa, đẹp rồi. Thì phía trên này này nọ mình cũng phải chỉnh lại, chỉnh lại. Thì trên thiết bị này 44 nhưng mà thiết bị iPad nó sẽ bị vỡ. Tại sao? Độ dài tối đa của nó là 768, nó vượt qua cái mức của mình. Bởi vậy khi mà mình muốn cho đẹp trên từng thiết bị, mình phải chi tiết mình làm từng thiết bị một, thì nó sẽ có một chuẩn chung đó. Thì mình lên mình search là CSS Brick Bond Respond đây,
nó sẽ có một vài chưởng chung dành cho các điện thoại đó, thì lên đây rất là nhiều đó, đây nè, lên thì nó sẽ có là 720, 320, 1024. Rồi ok, đây đây là dừng lại. Đây, chất màu nhỏ quá. Rồi zoom lên. Đó, từng thiết bị đó. Hay chán. Rồi, mình chạy liên lấy đồ sạc pin cái. Mọi người reset trước. Rồi đi. Rồi ok, mình tiếp tục. Vậy sao cái này là mình mỗi lần vậy hơi cực đúng không? Thì mình có Bootstrap. Bootstrap nó có phần layout. Đây, phần layout lần trước ha. Thì trong phần layout này nó sẽ có XM, FM, MD, LG. Những cái hàng này là nó đã định danh trước cho mình những cái thiết bị phổ thông nhất có thể. Còn nếu mà chi tiết lên đó, thì mình sẽ phải làm như cách cũ hồi nãy. Nhưng mà đa phần đó, thằng Bootstrap này nó gần như là hoàn chỉnh rồi. Thiết bị phổ thông mà. Đây thì mình sẽ có thằng device có chiều dài, chiều rộng ít nhất là 500 này, 700, 900 ngàn 2 dành cho CSS ha. Thì ở đó mình sẽ có những thằng này SX. Đây nó sẽ phân tích. Đây, max width nè, 57 nè, 76 nè, nó sẽ dùng 4 cái số này làm cái chuẩn. Thì cái chuẩn của nó tương đương với là SL, SX nè, SM nè, MD và LG. MD của nó là dành cho tablet. SM dành cho cái thứ cái thiết bị. Đây, nó có phân tích nè. Đó. Thì rất là nhiều, layout rất là nhiều ha. Rồi ok, và nó dựa vào đó nó sẽ ra một cái git. Git của Bootstrap như thế nào? Cột này SM mặc định cho nó là trên thiết bị nhỏ thì nó sẽ là ba cột. Nó sẽ tự tính luôn, cứ SL nó sẽ tự chia ra, mình thêm một cái nữa nó sẽ tự động chia thành 4. Mình không cần ghi số gì hết. Ở đây mình chỉ copy một cái, mình thêm nó sẽ ghi 4 ha. Rồi, đây ví dụ đi. Và sẽ xem xét nha. Rồi. Nãy mình hay xài margin này nọ để chỉnh top đâu. Bootstrap con cái margin nè, margin gì margin top nè. Rồi, 5. Rồi, để mình sẽ thấy.
Bỏ đây đi. Đây, margin top 5 nè. Element đó. Bây giờ thấy hơn. Này, thấy không? Thấy nó margin không? Đây, margin đó là 50. Cái này là nó tính theo phần trăm nha, chứ không phải là tính theo cố định là 50% nha. Nó tính là 5% thì phải. Đó, thấy chưa? Mình khỏi gõ nhanh. Mình tab cho đúng chuẩn nha. Mình thường để tab sai là space là 4 nha. Space là tab chứ không phải là bấm phím cắt nha. Đó, thì mình sẽ làm như vậy thì sau này mình code mình dễ nhìn, và khi mà mình tên đó, mình đọc được, mà người khác mà lỡ bữa đó làm việc mà có bị gì bệnh nghỉ, người khác vô đọc code người ta cũng không có chửi mình. Mình quay lại vấn đề cũ, ở đây mình cho rồi nãy là mình top nhưng mà đang ở bên đây mình đang cần ở phía dưới nó cũng đẩy xuống luôn thì mình chơi như thế nào. Thì nãy mình sẽ có gì, có trục x với trục y đúng không, thì bây giờ là mình sẽ đẩy trục y đúng không, mà y đó thấy chưa, nó sẽ đẩy xuống rồi. Ok mình tiếp tục. Đây là mình sẽ có ba đúng không, giờ mình chỉ cần copy để ở đây. Nó sẽ tự chia, nó sẽ đi từ thiết bị nhỏ nhất lên thiết bị lớn nhất, thứ tự nó sẽ ưu tiên đó, thấy chưa, nó sẽ tự chia lên là bốn phần bằng nhau, được chưa. Mình đây mình sẽ có một cái last là item đây rồi, thế lên center rồi mình có background red and color. Mình sẽ gắn nó vô đây cho dễ nhìn. Đó. Thấy chưa? Đó, nó sẽ chia đều. Border 1 VX show list. Đó, cho nó chia rất là đều phải không? Mình chỉ cần mình thêm đèn cột nó sẽ tự động chia cho mình luôn. Ủa rồi chia về riết rồi mình muốn xuống hàng sao? Làm sao để xuống hàng? Đó, thì mình sẽ phân chia bằng số. Ở đây nó sẽ quy định nè. Column thì mặc định là nhỏ hơn 576 rồi, SM là dành cho 540, MD 720 đó, XL là cực kỳ lớn extra luôn à, rồi column luôn luôn nè chia 12 đó là chuẩn quốc tế rồi. Rồi column này thì mình sẽ nhỏ nhất là XS là dành cho những thiết bị nhỏ ha. Rồi bây giờ mình muốn xuống hàng thì có một cách là mình sẽ phải tách ra một cái dòng row. Quy tắc của nó là sao, một cái dòng ngang giống như nãy flat row đúng không, là hàng ngang. Hàng ngang thì sẽ có một cái cột đấy, một cột đó, rồi bao nhiêu cột như thế này cho bốn cột đi. Rồi cột này sẽ có một cái nội dung là hello. Rồi, mỗi cột này sẽ có thêm một cái last item. Đó. Rồi, ok, đó mình sẽ có như vậy. Đó, hello, nó tự chia thành bốn cột ha. Là một là mình ghi SL, hai là mình ghi column thôi. Ha. Rồi. Tiếp theo giờ mình muốn chia 37 thì như thế nào? Thì mình đơn giản nhất mình nên nhớ cái quy tắc chuẩn này nha, column đến cái số
thì là dành cho thiết bị nhỏ. Column SM tới cái số thì dành cho thiết bị small, iPad rồi đó. Này cũng iPad nè. À, còn cái này có thể là thiết bị điện thoại quay ngang. Nó cũng rơi vô đây. À, cái này là trên màn hình desktop trở lên. Thì như vậy để chia cột thì mình sẽ sử dụng. Sử dụng gì? Đây. Cột mình muốn cái số mình muốn. Được chưa? Ví dụ ở đây. Cột này. Mình muốn 6. Hai cột kia nó tự phân lợi. Đây, 6 nè. Này nó sẽ tự chia làm 3. Này là bootstrap đó nha. Thấy chưa? Cái cột nào để column nó sẽ tự auto. Còn cái tờ cột nào mà để số thì nó sẽ fit luôn bao nhiêu phần trăm. Mình có 12 cột thì 6 nó sẽ rơi vô đúng ngay đây. Thấy chưa? Nãy mình chia đúng không? Chính xác không? Rất là chính xác không? Đúng 6 nó sẽ chứa 3 cột nè. Đó. Rồi. Vậy là nếu mà mình 6 cái nữa là sao? Thì nó sẽ tự động xuống hàng. Tại vì sao? 6 với 6 là 12 thì mấy thằng này sẽ bị dư ra thì nó sẽ tự động xuống hàng. Thấy chưa? Xuống hàng, tự động xuống hàng. Hàng mới của nó như thế nào? Hàng mới của nó có 3 cột thì nó sẽ chia 3, mỗi cột khoảng 33,3%. Đây. Nó sẽ tự động xuống hàng. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà mình muốn chia các cột này đều với nhau thì sao? Cột này là bao nhiêu? 2 đúng không? Rồi, mình đưa là 2. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tắt cái này ra nè, tắt sao, top nè, năm nè, đẩy lên nè, đó, thấy chưa? Rồi mấy cái này giờ mình nói là nằm ở đâu? Nằm trong phần Unity nè, của layout luôn, đâu rồi? Unity đây, đó, không có ta, đây Unity này chứ luôn. Unity đây rồi mình sẽ có border nè, border top nè, right nè, bottom nè, left nè, thấy chưa? Ở đây border color luôn thì bên bootstrap sẽ có 4 màu chính là primary là màu chính, là màu phụ, là màu thành công nè, màu cảnh báo nè, màu nguy hiểm là màu đỏ nè, info là màu vàng nè, light, dark, white. Đây nó có cái màu này cơ bản rồi. Border cái hình tròn. Ồ, ví dụ như cái kia tao ta không sao thử làm rút trả đây. Unity Spacing ở đâu? À đây, nó nằm ở đây nè. Đây. Rồi nó sẽ quy định là M là margin, B là padding, MT là margin top, padding top. Thấy chưa? Rồi X là cái trục nằm ngang, Y là trục đứng. Thấy chưa? Rồi 1 là set về 0. Ok. À. Rồi. Đây. Đây là nhân 5 lên. Được chưa? This spacer này sẽ quy định đây. Có một cái giá trị nào đó bên quy định. Đó, thì mình sẽ có define sẵn như này. Đó, mình sẽ gọi là dùng x y m l đó. Nằm đây hết. Thấy chưa? Rồi. Nếu mà muốn trừ á, thay vì số dương muốn trừ thì thêm với n vô là nó trừ ngược lại 0.25 rem. Đó. Rồi rất là nhanh và bootstrap nó sẽ đã sẵn, mình chỉ gọi và mình xài, nó sẽ hạn chế cái việc mình viết CSS. Rồi đây mình đang cái này, nhưng mà giờ quay lại vấn đề nãy là lên mobile thì sao? Lên mobile nó cũng vậy luôn hả? Rồi sao coi? Lên sáu rồi. Này đẹp nè.
Rồi này dày hả? Nè, hello, hello nằm dày sao coi? Giờ làm sao? Mình sẽ áp dụng bằng cách là hồi nãy mình sẽ có học là chia bằng nãy mình chia theo x l m x đó thì mình sẽ áp dụng luôn gọi là giao diện mobile đúng không? Cái giao diện sẽ column á, là cái giao diện nhỏ nhất đi từ dưới lên thì mình sẽ cho nó là 6 là mỗi bên 12 cột và 12 cột mà 66 là mỗi hàng 50%. Tiếp tục lên giao diện XL là một giao diện điện thoại quay ngang thì gọi là SM gạch SM mình cũng giữ 6. Rồi giao diện iPad thì như thế nào? GL gạch MD gạch iPad thì mình sẽ iPad cho laptop luôn. SM là iPad, MD là laptop, laptop thì mình sẽ cho là 2 như hồi nãy. Ừ. Rồi. Vậy là ở đây mình sẽ cho nó khoảng 4 4 4 cột là 3. Chia cho nó 3 cột thôi thì mình sẽ quan sát. Đây, nó đã chia làm đôi nè. Rồi, mình chọn iPad. iPad nó chia vẫn như vậy, tại sao? Nó trên 7 số 8 mà. Ha. Vậy là mình sẽ quay lại hàng iPhone 6 này. Nó nằm chia đôi đúng không? Quay ngang quá. Nó chia mấy? Chia 4 cột. Chia 4 cột tại sao? Đây, trên iPad, ở trên điện thoại nằm ngang nè. Điện thoại nằm ngang đây. SM 3 muốn 12 cột là phải 4, 4 nhân 3 là 12, nó sẽ ra 4, 4 cột. Đó, tính dễ rồi đúng không? Rồi, tiếp tục lên laptop thì sao? Tắt cái này ra. Nó quay lại bình thường. Rất là nhanh đúng không? Mà mình chia rất là dễ tính luôn. Quay lại phần này không? Git. Rồi, đó. Thì sau này mình dàn trang nhanh hơn. Nhưng mà có những trường hợp nó khó và nó cần tối ưu kiểu dàn mà hai cái menu nó tách về hai bên trái bên phải giống menu của thằng này đang làm thì mình phải sử dụng Letbox, nó sẽ nhanh hơn là sử dụng GIF như thế này. GIF nó cũng có hạn chế, Letbox cũng có hạn chế, mỗi hàng đều hạn chế như nhau, chủ yếu là mình quyết định là mình sẽ sử dụng cái thằng nào để ứng dụng vô đó. Nên nhớ SM là lớn hơn bằng 540, 540 là khoảng điện thoại quay ngang thôi, cái này iPad là khoảng 720 đó. Nhớ chỉ có vài thuộc tính như thế này thôi. Và mình làm mình cũng phải handle được là cái cột lát này nè nó lớn, mình phải handle nó luôn, tại bây giờ công nghệ tiên tiến người ta có thể xem trên TV màn hình 21 inch 4K vậy nè, nó sẽ rơi vô độ phân giải như thế này là mình sẽ fail đó. Ví dụ đó. Rồi ok. Đó là đó. Rồi, cái hàng này mình sử dụng git nè. Git bằng nhiêu? Mỗi hàng là 4, 4 nhân 3 là 12. Đó, thấy chưa? Vô. Rồi, hàng này đó thì cứ vậy mà làm rất là dễ. Còn những cái icon là phải tô màu riêng, những cái này phải màu riêng thì mình phải sử dụng CSS tag. Nhưng phần Bootstrap nó phần lớn nó sẽ giúp cho mình layout tốt hơn. Ha. Rồi. Ok. Tiếp tục. Đó. Content không có gì, email không có gì. Table. Table thì nó sẽ define sẵn cho mình một vực mấy kiểu table này. Nó đẹp ha. Đó mình chỉ cần quăng vô lụm nè, thêm hai cái lát này vô thôi. Xong ở dưới mình chơi thả ra. Nó sẽ tự design hết cho mình. Rất là sướng. Không có phần làm gì nhiều, nó rất là đẹp ha. Giờ mình cần custom riêng thì mình sẽ sử dụng, đây là các màu của nó nè.
Primary này, đó, những cái màu mặc định của nó này. Đó. Rồi. Scale rồi tiếp tục figure. Là gì đây? Rồi. Lên. Đó. Rồi trên đây có cái badge là giống mấy cái bảng thông báo, kiểu thông báo hay không? Ở đây có cái badge. Đó, mình mấy bạn nghiên cứu thêm mấy này để nhiều hơn, nó rất là nhiều mình không có giới thiệu hết, mà khi mình nghiên cứu sơ mình nhớ đi, mình nhớ là nó đã có tồn tại thì sau này khi mình dùng đến mình chỉ vô mình search lại thôi, mình chỉ cần lướt qua vậy, mình đâu cần phải ứng dụng mình thuộc đâu, mình chỉ cần lướt là, mình lướt qua vậy mình biết là nó có đó, cái bút tâm group nó cũng sử dụng sẵn nè đó, thấy chưa, rất là đẹp. Rồi cái này là gì, phải kết hợp đó, rất là đẹp đây. Ừ. Bảng 4 thì tương đối là rất là nhiều, có những cái rosette 3 luôn đây, thấy chưa. Ừ. Rosette 3 nè, chạy rất đó, mấy bạn kết hợp Javarip thì ok đó. Rồi cái kênh này không nói rồi, cô nên gần hết rồi, có form form input form thì biết rồi, form thì mới nghiên cứu thêm, Unity này nói rồi thì nó sẽ có những cái phần mở rộng cho mình, như clear fit này là gì, lock left lock right thì thay vì mình dùng cái kia thì mình sẽ clear, nó tạo sẵn luôn cái hàm lia bâu cho mình luôn rồi nè, thấy chưa. Rồi close con đó, ghi cái này vô tự động nó tạo cho mình cái nút color ở đây, color mặc định của nó display. À, nó cũng có hàng flat luôn nha, display của nó là D xong rồi tới loại display. Ví dụ là ribbon này là gì? Nãy giờ đề cập ribbon rất nhiều. Ribbon là gồm có là XL nè, XL nè, MD nè, LG nè. Thì nó sẽ trên từng thiết bị nó sẽ áp dụng. Ví dụ là D, LG, nông. Có nghĩa là trên cái màn hình lớn hay lớn nó sẽ không hiển thị. Đó, rất là đơn giản. Đây, mình sẽ có và có cả less box đây nè. Khi mà flash box thì mình áp dụng đây, thấy chưa nè, D 5 là ẩn mặc định nó sẽ ẩn, xong rồi D 5 mặc định sẽ ẩn nhưng mà trên màn hình điện thoại quay ngang nó sẽ hiển thị đó, nó có hết rồi, ở đây nó có flash box luôn, đây flash box đây, D flash là đưa lên flash box. Rồi less box của mình sẽ có less direction đúng không, less direction của mình là star nè, end nè, đây sẽ có đây less round nè, đầu tiên là less direct nè, round hay column nè, thấy chưa đó, round column. Rồi tiếp tục justify content có luôn đây, mình chỉ cần gọi mình là end between central có hết. Tiếp đến là elegant cell, elegant item nè. Nè, có hàng trend này là cho bằng nhau nè, baseline thì toàn bộ những thuộc tính này nó ở trong cái trang này hết, mình quên thì mình vô mình coi lại cái hình minh họa trong phần cái git đó, có để hết mấy cái link này ở đây. Rồi set pop elegant rồi auto margin nè, sẽ là tự động xuống hàng, wrap nè có luôn. Đó, order nữa, còn order mình sẽ tự sắp xếp order 1, 2, 4, 4, tới 12. Ừ. Elegant item, elegant content. Đó, tất cả những gì mình hướng dẫn mọi người là nó sẽ nằm trong đây hết. Nó sẽ làm sẵn cho mọi người này. Lock, lock red, lock right nè, không lock nè. Thấy chưa? Lá nó rất là nhiều. Ừ. Rồi, đây có position luôn.
position, type tip nè, relay nè, absolute nè, fix nè, tích kịch nè. Đó, toàn những CSS mình đang hướng dẫn hết rồi đó. Rồi. Size này là đây. Thay vì là độ dài 25% đúng không? Chiều ngang đúng không? Nãy mình hay là dùng là cái hình ảnh nó là phải width, nó phải 100% hàng cha đúng không? Thì mình chỉ cần gõ width 100 thì nó sẽ lên width 100%. Width ha, còn hay là sao? Là h là hở 50%. Rồi smart width thì sao? Max width là max width này. Đó, divide sẵn hết luôn. Basing thì nãy rồi. Rồi test đây. Test mình có gì? Căng đều, căng trái, căng phải đây. Đó, rồi căng theo ribbon trên từng thiết bị có luôn. Ừ. Rồi. Vertical again. Đây, căng theo chiều dọc, căng theo trục y á. Đó. Bay đó. Nó sẽ sẵn hết cho mọi người. Rồi, cái này là ẩn hiện. Ẩn hoặc là hiện. Cái này là hiện, cái này là ẩn. Đó. Rồi bootstrap của mọi người là có nhiêu đó thôi. Bootstrap là gì? Là thay vì mình phải viết CSS rất là nhiều thì mình nó sẽ viết sẵn cho mình, mình chỉ gọi tên ra mình xài bằng những cái last name. Là khi mình phải hiểu được CSS, mình phải hiểu được cách phân tích một cái page. Page đó sẽ chia mấy cột, làm như thế nào nào. Sau đó thì mình mới vận dụng vô CSS, mình sẽ CSS cho đó như thế nào. Và mình biết được rồi thì bây giờ mình sẽ không cần phải gõ, mình sẽ gọi những cái last name đó ra. Rồi, ok, có ai hỏi vô? Rồi, có ai hỏi gì không? Rồi. Nó rối quá anh ơi. Sao rối em? Rối chỗ nào em? Em nãy giờ anh nói cái phần bootstrap này này rối quá. Rối là anh nói là thay gì á, em sử dụng, nó có sẵn ví dụ cho em luôn. Thay vì em sử dụng, em phải CSS thì nó sẽ làm sẵn cho em. Ví dụ về về cái git layout thì hiểu rồi đúng không? Nó sẽ tự động chia cột đúng không? Đó, rồi còn mình sẽ có cái phần là Unity đi. Thì thay gì đi? Bây giờ anh muốn có một cái border. Đây, ví dụ anh muốn hàng hàng này nè. Đúng rồi, phân tích layout là quan trọng, là cái mình phải làm nhiều mình sẽ khó cái chỗ đó. Còn phần đó mình phải làm nhiều. Còn class cho đúng thì mình muốn cái gì thì mình sẽ vô mình đã tìm. Cái lá đó, ví dụ nè, bây giờ nè, cái lóc màu vàng này nè, giờ mình đang muốn, giờ mình muốn sao? Giờ tôi muốn tạo border cho cái lá này. Thì giờ mình muốn border thì thế nào? Mình vô mình gõ cái ID đúng không? Mình đặt tên cho nó ID. Xong mình sẽ gõ border 1 vx solid. Lâu không? Rồi phải chạy qua chạy lại gõ đúng không? Cực. Thì bootstrap nó sẽ làm sẵn cho mình. Cách nào? Mình chỉ cần gõ chữ gì, tôi muốn gì, muốn border. Rồi. Thì đó rồi. Đó, nó tạo cho một cái border. Thì bên đây nó sẽ để là border nó sẽ có màu luôn. Đây. Lấy cái border màu luôn đúng không? Border xong rồi có màu. Này nó có hướng dẫn mình cách làm nè. Rồi. Quay lại đây, reload thôi. Đây, border có màu xanh. Mình đâu có làm gì đâu. Đúng không? Mình chỉ cần vô gõ hai chữ border có màu. Quay lại đây. Rồi bây giờ ở đây mình có cái lock màu vàng này nè. Nó đang vậy, mình muốn cái padding cho nó.
Thì mình sao? Mình phải đặt tên cái ID cho cái lock màu vàng này. Xong mình vô mình gõ à, cái ID đó, bedding là như vậy. Rất là lâu đúng không? Tốn bao nhiêu bước? Đặt tên, rồi gõ, tạo file set đó, gõ vô. 3 bước đúng không? Mình chỉ cần gõ gì? Bedding, bedding, bedding cho toàn bộ đúng không? Bedding toàn bộ là 5, là nó sẽ nhân lên. Đó, tự động nó có bedding cho mình. Đâu cần làm gì, một bước một gõ mấy chữ xong. Rồi ví dụ là bedding mình muốn là trên dưới hay trái phải không có, thì mình bedding theo trục gì, trên dưới là trục y đúng không, y 5, trên dưới gõ trái phải không có, mình không cần CSS nữa, nó sẽ làm sẵn cho mình. Được chưa? Lúc trước mình học CSS là để giới thiệu với mọi người biết CSS nó có những thuộc tính đó, mình muốn làm việc đó mình phải gõ những dòng chữ gì để được cái thuộc tính đó. Thằng Bootstrap nó đã gõ những thuộc tính nó sẵn trong cái file bootstrap.css mà mình đã insert lên trước trên đầu này, nó đã làm sẵn trong đó, giờ mình chỉ cần gọi nó ra để xài đó. Rồi ví dụ margin cũng vậy, margin thì mình cho margin top nè, 5 nè, margin nè, top nè, đó nè, cắt thằng trên ra đó, thấy chưa, tự đẩy trên lên đó, thì nó là Bootstrap nó sẽ define sẵn cho mình những vậy, và ngay cả cái việc mà dạng layout nó cũng làm sẵn cho mình luôn. Rồi hiểu chưa, hiểu cái Bootstrap đó là có mục đích gì chưa? Rồi anh. Rồi đây, nó sẽ tự resize luôn cho mình luôn, thay vì mình nãy mình phải Ripon à media 414 pixel là phải cái hàng đó phải trở lên là 50% thôi đúng không, thì cái này là nó sẽ tự động tính toán nó làm hết cho mình luôn, mình chỉ cần gọi nó ra thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, rồi mọi người về ông bà lại tất cả cái thuộc tính Bootstrap nha, rồi lát nữa gửi cho mọi người bài tập thì mọi người phải sử dụng Bootstrap để làm cái bài tập đó nha. Rồi ok, rồi dừng tại đây nhé.